đã từng trải nghiệm ở U Minh Hạ. Dạ. Thì em nên có trải nghiệm U Minh Thượng. Dạ. Và tại vì Thượng Hạ nó chỉ cách biệt nhau chỉ một dòng sông chạm thôi. Phải. Dạ vâng, thưa thầy. Dạ thầy, em là Mỹ Hoàn ạ. Dạ. Em chào thầy. Dạ. Em nghe nói rằng là ở trên vùng U Minh Thượng mình là có cái lớp học rất là đặc biệt của thầy với cả cô Lệ, cho nên là em đã tìm đường tới đây để thăm thầy với cả thăm mấy em ạ. Dạ. Để cho nó cả. Bây giờ các em ngồi im lặng đi. Dạ. Tất cả khoanh tay lại. Dạ. Chào các em. Tụi em là đang học ở trong lớp của cô Lệ là học đây là lớp mấy? Cô vì như là nhiều khi bình thường là như thầy với cô là nhiều khi trong một lớp là dạy luôn cả các trình độ khác nhau hả cô? Lớp 2 với lớp 1, 2, 3. Khi mà thi đó thì các thầy cô ở ngoài trường ngoài vô gác thi. Ai hỏi cháu học trường nào đây? Mẹ mà quan lại mua hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Phía sau Mỹ Hoàn đó là lớp học tình thương đặc biệt của thầy Nhâm và cô Lệ. Đặc biệt bởi vì thầy Nhâm và cô Lệ đều đã trên 70 tuổi và điểm trường của thầy Nhâm và cô Lệ dạy rất là nhiều học sinh từ mấy trình độ khác nhau, ngay cả từ mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Và mỗi em học sinh đều được thầy và cô tận tình hướng dẫn theo từng trình độ riêng của mỗi em. Cả thầy Nhâm và cô Lệ cùng những học sinh của mình đều có rất nhiều những câu chuyện hay mà Mỹ Hoàn rất muốn ở lại lâu hơn nữa để có thể khai thác và tìm hiểu thêm. Nhưng hành trình khám phá U Minh Thượng còn đang chờ Mỹ Hoàn ở phía trước. Vì vậy, Mỹ Hoàn sẽ phải đi ngay bây giờ. Rồi được, anh xin mời em là xuống đây rồi anh cùng em đi rồi anh giới thiệu xung quanh cái vùng này cho đây em nắm. Dạ vâng. Dạ. Dân ở đây thì
sống chủ yếu là phía trong vùng điểm này thì trồng mía, rồi trồng khóm và hoa màu, rồi là chăn nuôi cá đồng, sau là gồm cải rồi dưa leo rồi cà chua rồi khổ qua rồi đó. Vậy thì có cái nhà nào đang thu hoạch mấy cái Đây là mình sẽ ghé vào cái nhà đang thu hoạch cái loại dưa chuột à. Dưa leo đó hả? Leo. Bác ơi, nhà mình đang thu hoạch dưa leo hả? Rồi vậy như mình mang xuống đây là bây giờ đóng bao này chuyển xuống cái này là mình bán lên Sài Gòn hay là ở đó? Ở bán lái dưới sông để trả vào Vĩnh Thạnh nhé. Ở Vĩnh Thạnh thì nó bọc 15 kg. Cứ một bọc vậy là 15 kg. Sau rồi mình giao cho lái. Cứ mỗi đợt mà bẻ như vậy thì nguyên một công rưỡi như vậy thì ước chừng là khoảng được bao nhiêu ký? Khoảng 500 ký ạ. Cho em gửi ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ. Chỗ là sao? Hả? Của anh Lâm, anh mời em bữa nay là ăn trưa rồi chúng ta nghỉ trưa ở đây. Dạ. Đây là anh Lâm. Em chào anh Lâm ạ. Đây là Vi Hoàng. Dán nữa rồi. Anh khởi xem thấy cái là rau này lạ quá à. Loại rau gì vậy anh? Này là ở đây là rau nụ áo. À, anh Khởi, bình thường á, em nghe nói là mọi người mà cứ mỗi lần mà khi mà tổ chức hơi nhậu hay một cái gì đó là vừa nhậu là phải vừa có ca cổ đúng không anh? Đừng ca tài tử gì đó. Ở dưới nông thôn thì nói chung là vùng quê này thì nhậu mà ca cổ là chuyện bình thường. Ca thì không hay nhưng mà ai cũng biết ca tài tử Nam Bộ được. Ừ. Có thể anh mời em nghe anh Lâm hát nghe qua một câu giọng cổ xem mà giọng hát của vùng quê Minh Thượng mình như thế nào nha. Gần vào sân gần thái áo mây lá đổ rơi đầy phù lối quân đi ôi giữa bụi hành quân anh dừng chân giết rồi gửi về em bên ấy cha tôi anh gửi về em đi mấy miền xa tôi tổ quốc đang bối hành quân anh có dừng chân nơi nắng nóng. Lúc này đây thì Minh Hoàng đang ở nhà chú Sơn thuộc xã Minh Thuận thuộc vùng đệm của vùng U Minh Thượng. Chú Sơn hôm nay đang chuẩn bị một buổi đờn ca tài tử. Lúc này Minh Hoàng đã nghe văng vẳng có tiếng đàn ở phía sau nhà. Minh Hoàng sẽ vào trong đó để thăm hỏi thêm một chút về nghệ thuật đờn ca tài tử trước khi buổi đờn ca tài tử thực sự đã bắt đầu. Em mở cái bàn này. Đờn này vị như đây lần đầu tiên cho thấy đây là đờn này tên gì ạ?
Bình thường như cái đợt này thì nói chung nếu cái đợt kiềm mà kia mình có làm gì cả. Vậy thì trong mà cái đợt ca tài tử thì nó gồm bao nhiêu dụng cụ, nhạc cụ tất cả? Cây đờn kìm, rồi là kế đó là cây đờn guitar kiếm lỗ. Nó là kêu bằng đờn một quỳ cầm, một cái 6 dây. Dạ. Rồi cộng thêm nữa là cây đờn chanh. Đờn chanh thì nó 16 dây. Còn nữa là cây đờn cò. Đờn cò. 2 dây. Cái nữa là cây đờn độc quyền. Cái đờn độc quyền này nó chỉ có ngực thôi. Dạ. Dụng cổ là dây tứ nguyệt kêu bằng dây đầu. Là có nghĩa là mình đàn á, để cho người nữ ca. À, như... dây kép á, thì để cho người nam cả. Tôi thì hậu sinh như sau này, như cái trước đây thì mình không hiểu, nhưng mà chắc có lẽ là Cao Văn Lầu á sáng tác ra cái đờn ca tài tử này và cũng sáng tác nhiều bài ca. Mình chẳng đâu say hẹn với người ta mà họ đành đón bỏ nhà. Tôi giác đổi chiêu bông mà khỏi lòng tan nát, bước chân đi như thải thác không hồn. Chào chị. À, anh có phải là anh Tuyến không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ em là Nghi Hoàn ạ. Dạ. Hôm qua anh có hẹn em là sáng hôm nay sẽ đưa em đi vào khám tìm rừng ưu Minh Thự. Thì bây giờ mình đi luôn anh ha. Dạ. Tới rồi Minh Hoàng đây. Đây là cái khu vực rừng chính quỷ. Vậy hả? Dạ. Thì chắc thì bảo là đang có tái tạo dịch. Đang dịch. Anh Tuyến. Đây có phải là lán trại của khu căn cứ tỉnh ủy không anh? Dạ đúng rồi, những cái lán trại này là của khu phục vụ chính quỹ đã tạo lập nên, tái tạo lại những cái nhà lãnh đạo đã từng sống và chiến đấu ở đây. Hồi đó thì có những vị lãnh đạo nào cao cấp nào đã từng ở đây anh? Theo tìm hiểu thì qua các giai đoạn thì các nhà lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Linh, dạ, rồi đồng chí Võ Văn Kiệt, rồi Lê Đức Anh đã từng sống và làm việc ở đây thời gian. Cái khi mà các nhà lãnh đạo đóng ở đây thì làm việc trong một khoảng thời gian thôi, thay đắm thì sau thời gian thấy không an toàn nữa thì các nhà lãnh đạo di dời nơi khác để đảm bảo an toàn. Và nó cũng giờ vòng vòng trong cái khu vực Minh Thượng rồi thôi. Toàn bộ cái khu vực cái đơn vị của vùng dân Minh Thượng thì còn rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà tìm hiểu thêm thì sẽ chắc mới hoàn tính khoảng một mai. Cái Hồ Hoa Mai có tên là do khoảng năm 1972 Mỹ đã ném một cái bom 7 tấn xuống đây. Do con người mình mới sửa lại. Sửa nhưng mà sẽ nắng nót lại, nó sẽ ra cái hình tượng có cái bông, năm cánh, ở giữa có cái nhị. Và để mình hiểu thêm thì chúng ta còn đi xuống cái thuyền xuồng mình chống đi vào một cái trung tâm nữa để tìm hiểu thêm gì đó. Anh Tuyến ơi, cái nước mà trong cái chỗ cái dòng kênh anh em mình đang đi á, màu sắc em thấy nó giống như là màu đậm đậm lắm, như cà phê. Đặc điểm của vùng ở bên hồ nước nó có cái màu giống như màu coca. Dạ. Thì, so với ông mà nước bên ngoài thì nó khác nhau. Nguyên nhân chính là chỗ một chuyện đất thân bùn. Cái khoảng cách từ đây đến vùng yên chân còn khoảng 6 km nữa. Cái sân chim trong rừng U Minh Thượng thì nó tập trung khoảng bao nhiêu loại chim ở trong đó? Nó có vài triệu con. Vài triệu con luôn á hả? Và cái diện tích này có 45 hecta. Dạ. Nó tập trung rất là nhiều loài chim. Mấy đàn khỉ đang ngang ra kìa đó. Khỉ ở đây thì loài gì anh? Ở U Minh Thượng thì chỉ có một loài, một đó là khỉ đuôi dài thôi. Dạ. Một cái bầy khỉ đuôi dài thường khoảng bao nhiêu con? Một đàn khỉ thì nó có khoảng trên 20 con.
thì là lên đến 50 con. Bên phải chúng ta là cái rừng Nguyễn Trinh. À. Ghé vào để mình tham quan cái rừng Nguyễn Trinh nha. Đây ra phát hiện cái bẫy rắn. Vậy là mấy cái này là không hợp pháp hả? Không hợp pháp. Thường thường thì nó dùng mấy cái lưới này để nó răng. À. Răng mà khi mà rắn đi ngang nó vướng rồi. Sau đó họ vô đi bắt về. Mình khi mình đi mình gặp phát hiện mấy cái này thì mình phải gỡ ra. Gỡ ra hết rồi mình chặt ra bỏ. À vậy thì bây giờ anh chặt em gỡ cái này đi ha. Mình gỡ bỏ. Cứ cắt đoạn đoạn này ra coi như là nó không xài được nữa. À. Thẳng về phía trước tới cái sân chim, các cái loài chim nước tập trung ở đây thì nó hàng ngàn hàng triệu có thể. Là một cái sân chim mà lớn nhất là bằng sông Long. Có những loài chim quý hiếm nào ở trong đó anh? Trong sân chim này thì có quý hiếm như sắp tới Việt Nam thì có con bồ nông chân xám và con thủy biên cổ rắn trong sân chim này. Dạ. Thì trong 7 loài thì cái sân chim này có 2 loài. Nhưng hồi nãy anh nói là trong sân chim là chủ yếu là các loài chim nước hả? Chim nước là đặc điểm nó sống ở vùng nước thì nó ăn cá. Ừ. Bây giờ mình tới mình thấy nếu mà mình đi thẳng tới thì có thấy được chim tụ tập ở đó không anh? Bây giờ thì mình nếu đi thẳng nữa thì chỉ còn rất ít, mà nếu mà thấy được nhiều hơn thì sau khoảng 4 giờ chiều thì chim đi từ các nơi nó đi kiếm ăn về thì nó sẽ về tổ ngày buổi đêm, thì phải tầm từ 4 giờ trở về 6 giờ mất thời gian đó. Mỹ Hoàng ơi, chắc lẽ mình quay lại thôi, bây giờ trời đã chiều rồi. Nếu mình không quay ra lúc này thì không còn thời gian để mình ra biệt rừng kịp. Trời đã tối. Vậy là mai mình quay lại đây không anh? Rất tiếc thì ngày mai thì do bằng công việc đủ sức nên không có thể quay lại được. Vậy thì chút nữa mà khi mà ra đến bìa rừng á, anh Tiến chịu khó chỉ cho em cái cách sử dụng bằng đồ đi rừng với lại là sử dụng la bàn được không? Dạ. Một ngày thật là mệt khi mà mình và anh Tuyến, hai anh em bơi xuồng trên những con kênh trải đầy lục bình. Nhưng mà nắng thì cứ chói chang, nắng khắp mọi nơi. Nếu như không có những điều thú vị từ động thực vật trong rừng U Minh Thượng thì chắc là mình sẽ không đủ sức để mà đi nổi. Với những cái kinh nghiệm đã được trải qua trong quá trình đi rừng ở U Minh Hạ và trong cả một ngày nay ở U Minh Thượng, mình tự tin là ngày mai mình có thể đi vào rừng một mình. Hôm nay anh Tuyến có việc bận không thể dẫn My Hoàn đi thám hiểm rừng U Minh Thượng, nhưng anh Tuyến đã giao lại cho My Hoàn là bàn, thiết bị GPS, bản đồ và ngay cả cái con dao mát đi rừng chuyên nghiệp như thế này. My Hoàn sẽ quyết tâm thám hiểm rừng U Minh Thượng một mình.
bộ trong rừng được 2 tiếng đồng hồ. Theo tính toán của Mỹ Hoàn thì có lẽ là Mỹ Hoàn đã đến được điểm xa nhất của rừng Nguyên Sinh. Ở đằng xa kia, Mỹ Hoàn thấy có một cái khoảng trống và hình như có cả hồ nước nữa. Mỹ Hoàn sẽ đến đó thử xem sao. Mặt Mỹ Hoàn là lực con trà đẩy ra ta. Theo như anh Tuyến nói, đây là một chấn phun nước. Vì nếu đến gần hơn thì chú trà đẩy Java này sẽ rất là hoảng sợ. Mình không ngờ ở đây có nhiều chim đến vậy. Đây là một chú nai. Anh Tuyến bảo với Mỹ Hoàn rằng rừng U Minh Thượng còn rất hiếm nai. Những chú nai thường rất là nhát và có tính giác cực kỳ tinh nhạy, cho nên Mỹ Hoàn thật là may mắn mới thấy được một chú nai ở ngay giữa rừng như vậy. Có lẽ Mỹ Hoàn phải tạm chia tay với chú nai để tiếp tục di chuyển sâu hơn nữa vào trong rừng thôi. Vừa rồi là chú nai và mấy chú chim. Mỹ Hoàn hy vọng nếu mà đi tiếp thì Mỹ Hoàn sẽ được thấy thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Hướng mất rồi. Đây là cửa rừng. Hồi sáng Mỹ Hoàn đã đi vào rừng theo hướng từ bắc xuống tới nam. Theo máy định vị GPS thì hiện giờ Mỹ Hoàn đang ở vị trí này. Có nghĩa là gần như Mỹ Hoàn đã băng xuyên qua cả khu rừng. Và nếu mà từ bây giờ mà quay trở lại thì sẽ không thể nào kịp nữa. Có lẽ là Mỹ Hoàn sẽ phải tiếp tục băng tiếp luôn qua tới tận đây. Hy vọng là sẽ gặp được một trạm kiểm lâm và nhờ các anh ở đó đưa Mỹ Hoàn quay trở lại.
hình như có tiếng hò. Thẳng cánh cò bay bát ngát ruộng đồng tiếng hò. Đúng rồi, đó là tiếng hò ru con. Của Mỹ Hoàng cả một tấn sức lực, có cả một đoạn bị lạc đường, cho nên đã băng xuyên qua luôn cả, nghe qua cả cánh rừng. Thật là may mà cuối cùng thì Mỹ Hoàng cũng đã tìm được đường ra. Cảm ơn hành trình 1735 cộng đã cho Mỹ Hoàng cơ hội được trải nghiệm những ngày khám phá U Minh Thượng và U Minh Hạ, cho mình rất là nhiều những vốn sống. Nếu như không đến tận U Minh Thượng thì cơ hội đó không thể nào có được.